học số 1 Hòa Nhơn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết tập đọc và chính tả tuần 24, bài tiếng đàn. Bài học hôm nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ luyện đọc bài tập đọc tiếng đàn, tìm hiểu về một loại đàn được mệnh danh là nữ hoàng của các loại nhạc cụ và đắm chìm trong thế giới kỳ diệu của âm nhạc. Phần thứ hai, chúng ta sẽ luyện viết chính tả tiếng đàn và làm bài tập về âm sờ, sờ, thanh hỏi, thanh ngã. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay: ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ. Hiểu nội dung và ý nghĩa. Tiếng đàn của Thủy trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của em. Nó hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Tìm và viết đúng các từ gồm hai tiếng. Trong đó, tiếng nào cũng bắt đầu bằng sờ, sờ hoặc thanh hỏi, thanh ngã. Để học tốt tiết học này, các em cần lưu ý một số điều sau. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Tập trung lắng nghe và ghi chép. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên. Và bấm tạm dừng màn hình khi làm bài nhé. Để bắt đầu vào bài học, cô mời các em nghe một bản nhạc. Bản nhạc có tên là Xin chào Việt Nam. Một thế giới tuyệt vời của âm nhạc. Và bạn nhỏ trong bức tranh này cũng vậy. Tiếng đàn violon của bạn đã mang lại những điều gì kỳ diệu? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Tập đọc tiếng đàn. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 54-55. Ở bài tập đọc này, chúng mình sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, giàu cảm xúc. Các em hãy lắng nghe cô đọc. Tiếng đàn. Thủy nhận cây đàn violon, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau đó, em bước vào phòng thi, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em. Em nâng đàn đặt lên vai, khi Axe vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Phần trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rộng cong dài khẽ rung động. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Theo Lưu Quang Vũ. Các em vừa lắng nghe cô đọc. Và ở bài tập đọc này, có một số từ mà các em cần phải luyện đọc cho đúng. Từ violon, axe. Đây là hai từ phiên âm tiếng nước ngoài. Chúng ta hãy cùng đọc lại cho đúng nhé. Violon, axe. Từ tiếp theo là từ sẫm màu. Trong từ sẫm màu, mình cần đọc đúng vần âm, dấu ngã trong tiếng sẫm, vần âu trong tiếng màu, sẫm màu. Từ trong trẻo, chúng ta cần đọc đúng âm trờ, trong tiếng trong và tiếng trẻo, trong trẻo. Từ lướt nhanh, các em hãy đọc đúng vần ước trong tiếng lướt, vần anh trong tiếng nhanh, lướt nhanh. Các em hãy đọc lại một lần nữa các từ ở trên màn hình.
Ở bài tập đọc này, cô chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất, từ thủy nhận cây đàn đến khẽ rung động. Đoạn thứ hai, từ tiếng đàn bay ra vườn đến mái nhà cao thấp. Trong bài này, có các câu dài mà các em cần phải luyện đọc cho đúng. Cô đã đánh dấu ở những nơi ngắt nghỉ hơi. Các em hãy dùng bút chì đánh dấu vào sách nhé. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc nhẩm theo. Vầng trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rộng cong dài khẽ rung động. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Các em hãy đọc lại cho đúng nhé. Trong bài này có một số từ các em cần phải giải nghĩa. Từ thứ nhất, len dây. Len dây là chỉnh dây đàn cho đúng chuẩn. Từ thứ hai, ắc xê. Ắc xê là cái cần có căng dây để kéo đàn violon. Cô giới thiệu với các em, đây là đàn violon, đây là dây đàn và đây chính là ắc xê. Đàn violon được mệnh danh là nữ hoàng của các loại nhạc cụ đấy các em ạ. À, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại nói như vậy. Âm thanh réo rắt, du dương, chạm đến lòng người phát ra từ chiếc đàn duyên dáng ấy, khiến violon vừa quý phái, sang trọng, lại vừa gần gũi, sắc sảo đến không ngờ. Từ tiếp theo, mình cần hiểu đó là dân chài. Dân chài là người làm nghề đánh cá. Các em hãy quan sát hình ảnh. Đây chính là dân chài và hoạt động của họ. Chúng ta vừa luyện đọc cũng như là giải nghĩa các từ khó. Để biết bài tập đọc hôm nay có những nội dung gì, cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tìm hiểu bài. Trước khi vào cuộc thi, bạn Thủy đã làm những gì? Các em hãy đọc thầm đoạn số 1 và trả lời câu hỏi. Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? Các em có thể dừng màn hình lại để đọc nhé. Cô nghĩ là các bạn đã tìm ra rồi đúng không? Trước khi vào phòng thi, Thủy nhận đàn, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Các em ạ, à, cuộc thi mà bọn Thủy tham gia là cuộc thi biểu diễn nghệ thuật. Nó khác với cuộc thi mà chúng mình quen thuộc ngồi tại chỗ làm bài. Cuộc thi này phải biểu diễn trước rất đông khán giả. Vậy thì nó đòi hỏi phải có sự bình tĩnh, tự tin. Và bạn Thủy trong bài đã lên sân khấu như một nghệ sĩ đích thực. Các em hãy tìm trong bài những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn. Đó chính là câu hỏi số 2. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy tìm trong đoạn số 1 nhé. Các bạn đã tìm ra chưa nào? Những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn. Những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vậy thì người tạo ra những âm thanh đó, bạn Thủy đã có những cử chỉ, điệu bộ gì? Những cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể hiện điều gì? Các em hãy trả lời câu hỏi số 3. Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể hiện bạn Thủy rất cố gắng, tập trung vào việc thể hiện bản nhạc và bạn Thủy cảm thấy rung động với bản nhạc. Tác giả không miêu tả trực tiếp tiếng đàn mà miêu tả cảm giác do tiếng đàn mang lại, trước hết là đối với chính Thủy. Vầng trán cô bé hơi tái đi, gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động. Tất cả những điều đó là bởi vì bạn Thủy đã tập trung cao độ và có cảm xúc mãnh liệt với âm nhạc. Khi tiếng đàn của bạn Thủy bay ra không gian, nó đã tạo ra những điều gì kỳ diệu? Cô mời các em đọc đoạn số 2 và trả lời câu hỏi số 4. Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hòa với tiếng đàn.
Các em hãy lấy bút, thước, gạch chân với những chi tiết đó nhé. Đây là những chi tiết. Khi tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Lũ trẻ dưới đường đang rủ nhau thả những chiếc thuyền bằng giấy trên những vũng nước mưa. Dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Những cảnh vật ấy không thay đổi khi nghe tiếng đàn của Thủy, mà điều thay đổi ở đây chính là cảm nhận của tác giả. Âm thanh của cây đàn violon làm tất cả mọi thứ dường như trở nên tươi đẹp hơn. Cô giới thiệu với các em, đây chính là hoa ngọc lan. Đây là loài hoa có hương thơm rất dễ chịu và nhẹ nhàng. Cô trò mình vừa trả lời xong các câu hỏi rồi. Vậy các em hãy cho cô biết nội dung của bài tập đọc này là gì? Đây chính là nội dung của bài tập đọc. Tiếng đàn của Thủy thật trong trẻo và hồn nhiên, nó hòa hợp với cuộc sống xung quanh và khung cảnh thiên nhiên. Các em hãy ghi nhớ nội dung này nhé. Cô trò chúng mình vừa tìm hiểu xong nội dung của bài tập đọc, và để các em có thể đọc đúng, hay hơn, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại. Ở đoạn này, cô đã đánh dấu ở những chỗ ngắt nghỉ hơi và in đậm ở những từ ngữ cần nhấn giọng. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo, sau đó luyện đọc lại cho đúng nhé. Khi Axe vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn, thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Phần trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rộng cong dài khẽ rung động. Các em hãy luyện đọc thật hay và sau đó đọc cho người thân của mình nghe. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần tập đọc. Ở trong bài tập đọc này, chúng ta thấy rằng bạn Thủy chơi đàn rất hay. Những rung động chân thật của Thủy với âm nhạc đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời. Các em cũng hãy chọn cho mình một môn nghệ thuật và theo đuổi đam mê nhé. Cô tin rằng các em sẽ làm tốt. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, chính tả tiếng đàn. Cô giới thiệu với các em, đây là đoạn chính tả chúng ta sẽ viết. Các em hãy nhìn vào sách giáo khoa trang 55 hoặc nhìn lên màn hình và theo dõi phần đọc của cô nhé. Nghe viết tiếng đàn. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá, hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ, bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp, theo lưu quang vũ. Bây giờ các em hãy nhìn lại đoạn văn và cho cô biết đoạn văn này có bao nhiêu câu. Cô nghĩ rằng tất cả các em đều có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này. Đoạn văn gồm có 6 câu. Các em hãy nhìn lại đoạn văn một lần nữa và cho cô biết những chữ nào trong đoạn văn cần phải viết hoa. Chúng ta thấy rằng những chữ cái đầu câu cần viết hoa và tên riêng Hồ Tây. Sau khi nghe cô đọc đoạn chính tả, các em có thể nắm được nội dung của bài rồi đúng không nào? Nội dung của đoạn chính tả đó chính là tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hòa với tiếng đàn. Sau đây là một số từ khó các em dễ viết sai. Rụng xuống, mát rượi, thuyền, vũng nước, dâng chài, lướt nhanh. Bây giờ cô dành cho các em một chút thời gian để luyện viết các từ khó này vào vở nháp nhé. Thank you.
Vừa rồi các em vừa rèn viết một số từ khó trong bài chính tả. Ngoài ra còn có rất nhiều từ nữa các em cần phải lưu ý. Vì thế các em hãy lắng nghe cô đọc thật cẩn thận để viết bài cho đúng nhé. Bây giờ cô mời các em cất sách giáo khoa và vở nháp, mở vở học ra để viết chính tả nào. Trước tiên cô cần lưu ý với các em tư thế ngồi viết. Các em lưu ý mắt cách vở 25 đến 30 cm, lưng thẳng không tì ngược vào bàn, hai chân để song song thoải mái, không gian yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn, đủ ánh sáng. Trước khi viết, các em hãy lắng nghe cô đọc lại toàn bài một lần nữa nhé. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp theo lưu quang vũ. Cô vừa đọc xong đoạn chính tả, các em hãy mở vở ra nào. Bây giờ các em lùi vào một ô, viết thứ ngày tháng năm của hôm nay nhé. Xuống hàng, lùi vào 5 ô, các em viết chính tả. Xuống hàng, lùi vào 4 ô, các em viết tiếng đàn. Xuống hàng, lùi vào 2 ô, các em viết bài. Tiếng đàn bay ra vườn. Tiếng đàn bay ra vườn. Tiếng đàn bay ra vườn chấm. Vài cánh ngọc lan. Vài cánh ngọc lan. Vài cánh ngọc lan. Êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Chấm. Dưới đường phẩy. Dưới đường phẩy. Lũ trẻ đang rủ nhau. Lũ trẻ đang rủ nhau. Thả những chiếc thuyền. Thả những chiếc thuyền. Thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy. Gấp bằng giấy. Trên những vũng nước mưa. Trên những vũng nước mưa. Chấm. Ngoài hồ Tây phẩy. Ngoài hồ Tây phẩy.
Dân chài đang tung lưới bắt cá. Dân chài đang tung lưới bắt cá. Dân chài đang tung lưới bắt cá. Chấm. Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Chấm. Bóng mấy con chim bồ câu. Bóng mấy con chim bồ câu. Bóng mấy con chim bồ câu. Lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Chấm. Xuống hàng, lùi vào 6 ô, mời các em viết tên tác giả. Theo Lưu Quang Vũ. Theo Lưu Quang Vũ. Bây giờ cô sẽ đọc lại cho các em dò và soát lỗi nhé. Chính tả tiếng đàn. Tiếng đàn bay ra vườn. Chấm. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Chấm. Dưới đường phẩy. Lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Chấm. Ngoài hồ Tây phẩy. Dân chài đang tung lưới bắt cá. Chấm. Hoa 10 giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Chấm. Bóng mấy con chim bồ câu. Lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Chấm. Theo Lưu Quang Vũ. Như vậy là các em đã hoàn thành bài viết sau khi nghe cô đọc rồi. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang 55 để soát lỗi chính tả và sửa lỗi bằng bút chì. Sau đó các em hãy viết lại các từ đúng bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập chính tả, thi tìm nhanh. A. Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng sờ. Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng sờ. B. Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi. Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã. Các em hãy suy nghĩ và viết những từ em tìm được vào vở nhé.
Các em đã tìm được nhiều từ chưa nào? Ở câu A, các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng sờ. Sung sướng, sang sẻ, sục sạo, sẵn sàng, sóng sánh, sòng sọc, sạch sẽ, song song, so sánh. Bắt đầu bằng sờ. Xôn xao, xào xạc, xanh xao, xao xuyến, sọc sệt, súng xính, xinh xinh, xinh xắn. Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi. Đủng đỉnh, thủng thỉnh, rủng rỉnh, lủng củng, tủm tỉm, thỉnh thoảng, bẩn thỉu. Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã. Rủi rãi, vỏ vẽ, vĩnh viễn, bổ bã, dễ dãi, lễ mễ. Đây là những từ cô tìm được, còn rất nhiều các từ khác nữa đấy các em nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, các em cần luyện đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc tiếng đàn, luyện viết chính tả bài tiếng đàn, luyện đọc và viết chính tả bài đối đáp với vua. Sau khi hoàn thành, các em hãy nhờ bố mẹ của mình chụp lại và gửi vào trang nhóm để cô kiểm tra nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.